Này Xá Lợi Tử, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa chẳng phải là cảnh giới của các thanh văn độc giác, bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, như lời Phật đã nói với các đại Bồ Tát, khái niệm của Pháp gì mới gọi là Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, con không thấy có Pháp nào có thể gọi là đại Bồ Tát, cũng không thấy có Pháp nào có thể gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì tại sao bảo con giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát? Bạch Thế Tôn, con lấy Bát Nhã Ba La Mật Đa gì truyền trao dạy bảo cho những đại Bồ Tát nào để đạt đến sự cứu cánh của Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy cụ thọ thiện hiện, chỉ có giả danh nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, chỉ có giả danh nói là chúng đại Bồ Tát, chỉ có giả danh như vậy, giả bày ra bất sanh bất diệt, nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Thiện hiện nên biết như thế gian ngã chỉ có giả danh, thật không thể nắm bắt giả danh. Như vậy không sanh không diệt chỉ có những tưởng tượng đặt ra để nói. Như vậy hữu tình mạng giả, sanh giả, dưỡng giả, sĩ phu, bồ đạc giả, la ý sanh, thanh niên, người tạo tác, người thọ nhận, người biết, người thấy, vân vân, tất cả đều là giả danh, thật không thể nắm bắt. Giả danh như vậy nên nó không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy các giả danh không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Như vậy pháp giả thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Lại nữa, này thiện hiện, vì như nội sắc chỉ là pháp giả. Như vậy, pháp giả không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng đặt ra để gọi. Như vậy, thọ tưởng hành thức cũng chỉ là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy tất cả pháp chỉ có giả danh, các giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Lại nữa, này thiện hiện, ví như nhãn xứ chỉ là pháp giả. Pháp giả như vậy không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng chỉ là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy tất cả đều chỉ có giả danh, các giả danh này không ở bên trong, không ở ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Lại nữa, này thiện hiện, ví như sắc xứ chỉ là pháp giả, pháp đã giả nên không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy thanh hương vị xúc pháp xứ cũng là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy tất cả pháp chỉ có giả danh, những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp đã giả nên không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên vì không thể nắm bắt. Lại nữa, này thiện hiện, ví như nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới chỉ là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Như vậy nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới chỉ là pháp giả. Pháp đã giả nên không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi.
Như vậy, tất cả pháp chỉ có giả danh. Những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này, thiện hiện Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh, không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Lại nữa này thiện hiện, ví như tất cả đầu, cổ, vai, bắp tay, cánh tay, bụng, lưng, ngực, hông, eo, xương sống, đùi, đầu gối, mắt cá, chân cẳng, da thịt, xương tủy, vân vân, trong thân chỉ có giả danh. Giả danh như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Lại nữa này thiện hiện, ví như tất cả cỏ cây, gốc cọng, cành lá và hoa quả, vân vân, chỉ có giả danh. Giả danh như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Lại nữa này thiện hiện, ví như chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, chỉ có giả danh. Giả danh như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Lại nữa này thiện hiện, ví như cảnh trong mộng, tiếng vọng trong hang, ảnh phản chiếu, việc huyễn hóa, quáng nắng, trăng trong nước, biến hóa, chỉ có giả danh. Giả danh như vậy thì không sanh không diệt, chỉ do những tưởng tượng mà đặt ra để gọi. Những giả danh này không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa và Đại Bồ Tát, hai tên gọi này đều là pháp giả. Pháp giả như vậy thì không sanh không diệt, chỉ có giả danh đặt ra để gọi. Nó không ở bên trong, không ở bên ngoài, không ở hai bên, vì không thể nắm bắt. Như vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tu học một cách đúng đắn về giả danh và pháp giả của tất cả pháp. Như vậy này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên quán sắc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Lại nữa này thiện hiện, các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không nên quán nhãn xứ là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay vô tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng lại như thế.
Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán sắc xứ là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Thanh hương vị xúc pháp xứ cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán nhãn giới là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán sắc giới là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Thành hương vị xúc pháp giới cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán nhãn thức giới là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán nhãn xúc là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Nhĩ tỷ thể thân ý xúc cũng lại như thế. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên quán các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc không khổ không vui, do nhãn xúc làm duyên sinh ra là thường hay vô thường, là vui hay khổ, là ngã hay vô ngã, là tịnh hay bất tịnh, là không hay có, là hữu tướng hay vô tướng, là hữu nguyện hay vô nguyện, là tịch tịnh hay không tịch tịnh, là viễn ly hay không viễn ly, là hữu vi hay vô vi, là hữu lậu hay vô lậu, là sanh hay diệt, là thiện hay bất thiện, là có tội hay không tội, là có phiền não hay không phiền não, là thế gian hay xuất thế gian, là tạp nhiễm hay thanh tịnh, là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn, vân vân. Các thọ hoặc vui hoặc khổ, hoặc không khổ không vui, do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra cũng lại như thế. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, hai tên gọi Bát Nhã Ba La Mật Đa và đại Bồ Tát đều không thấy trong cảnh giới hữu vi, cũng không thấy trong cảnh giới vô vi. Vì sao? Này thiện hiện, vì các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với các pháp không phân biệt có sai khác,
Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trụ vào vô phân biệt đối với các pháp để tu bốn niệm trụ cho đến tu tám chi thánh đạo, mặc dù hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng không thấy đại Bồ Tát, không thấy tên của đại Bồ Tát, cũng không thấy chư Phật, cũng không thấy danh hiệu của chư Phật, chỉ tránh tư duy cầu trí nhất thiết trí. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, trụ vào vô phân biệt đối với tất cả pháp để tu bố thí Ba La Mật Đa cho đến tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu mười lực Phật cho đến tu 18 pháp Phật bất cộng, mặc dù hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nhưng không thấy Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy tên của Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy đại Bồ Tát, không thấy chư Phật, cũng không thấy danh hiệu của chư Phật, chỉ tránh tư duy cầu trí nhất thiết trí. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, thông đạt được thật tướng của các pháp, nghĩa là thông đạt các pháp không nhiễm không tịnh. Hết quyển thứ 482.